rồi, ok. Yeah. Dạo cái dịch nó quên. Cái vô giò gà nữa rồi, tôi vô. Chưa 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 chết chưa, cái bạc trước kìa ba ơi, má tao lao trời, con tháo ngoài đây luôn nè, lúc mày sao ấy nổi trời. Bây giờ dùng nước rửa chén đó các bạn, thì dùng Kiên Giang mình dùng nước rửa chén là nhiều nha, không có dùng nhớt nữa nha. Phun nước miếng luôn đi anh. Chứ mình kéo hoài, nào nhảy xuống rồi vô đó. Mấy anh đang chơi trò chơi với con nít gì đó. Buộc cái lan câu vô, buộc ngoài đó dính. Anh nào trắng là anh tài cãi nha các bạn. Anh tài cãi á. Má mày bị mệt quậy trời. Đi qua kia. Làm mấy đồ nặng nặng này cũng phải kỹ lưỡng chút xíu nha các bạn. Ép không không? Xả nó xuống mới được. Kéo đi. Hơi cao. Rồi bây giờ dùng nước rửa chén nha. Bôi trơn nha. Vô nó mới ngọt nha các bạn. Đó.
Ở Kiên Giang này chỉ dùng nước cơ chén thôi nha, không có dùng nhớt gì đâu. Rồi, đang hạ xuống đây các bạn, hạ xuống theo chiều xéo á, rồi bịch vô xây đều đều luôn. Rồi để coi sao tình hình như thế nào. Wow. Rồi đụng mày, mày kéo nước cái gì mà. Từ vô lắm dữ lắm, lâu quá. Chịu lâu. Lâu đụng đi đất luôn. Rồi được rồi. Nhiêu còn trong đây nè, hết nó dòm dòm đây hoài à. Rồi,
rồi, gần vô các bạn, gần ok rồi đấy à. Chút xíu là xong rồi. Tiếp của nó trong đây này. Này đổi hộp số 12 tua rưỡi cho nên là giờ cái tiếp sẽ xuống nha các bạn. Ha. Ký nè, giờ mình phải đẻo bỏ ha, đẻo bỏ chút xíu. Thôi bây giờ sẽ kéo cái cột tôn nha bạn, ha, lên trên đó thì tiến 88 lại ha. Rồi dùng bả lan kéo ha, chứ không có dùng tay, này nặng lắm, cái này trên 50 kg rồi nha các bạn, trên 50 kg. Rồi bây giờ cái phần lá ký này thì nó hơi bị đụng nha các bạn, cho nên về bờ phải thu nó vô xíu để cho cái phần ấy nó hết đụng ha. Là cái phần này nè, giờ đụng đây nè, giờ phải thu nó vô, thu từ đây vô trong xíu, rồi cho cái phần lõm này nó nằm ở đây để cho chân vịt nó không có đụng cái lá ký ha. Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Mình quay cho các bạn coi để mà học hỏi thêm được kinh nghiệm ha. Đây anh Hầu nè. Hầu đóng ghe đó các bạn, đóng ghe sửa ghe luôn. Cậu này không kéo lên để chơi. Rồi. Bye bye nha, hẹn clip sau nha.